ăn quá ăn không được. Dạ. Và thứ ba, lúc mình mất đi, lúc bây giờ không ăn được nữa. Và lúc nhỏ như vậy, nhà mình sẽ có thời gian và có sức khỏe nhưng không có tiền để đi chơi. Khi lớn lên, nhà mình có sức khỏe, có tiền nhưng không có thời gian để đi chơi. Khi nhà mình già đi, nhà mình có thời gian, nhà mình có tiền nhưng không có sức khỏe đi chơi. Nhưng hiện tại, em ví dụ hiện tại trên xe mình có một người hiện tại trên xe mình thiếu tiền thì mình có thể cho mượn được. Dạ. Nhưng một người hiện tại trên xe mình mà bị vấn đề về sức khỏe thì không thể nào mình cho mượn được. Nên những vật mình mang bên mình, những thứ chỉ là ngoại thân và địa vị chỉ là nhất thời, nên em bị hoàn toàn không khuyến khích nhà mình xem, không khuyến khích nhà mình mua, chỉ vào này tham quan chính thôi. Dạ. Bây giờ vào trong này nhà mình sẽ theo cờ nhé. Vào chỗ này đầu tiên mình sẽ bỏ dép ra trước để mình chụp hình. Và hiện tại đồng hồ của em Mỹ là 2 giờ.